Tình trạng khai thác đất đá san lấp và cắt xây dựng bất hợp pháp diễn ra thường xuyên, công khai nhiều năm qua ở Bình Thuận. Người dân kêu cứu hàng ngày, báo chí cũng liên tục vào cuộc phản ánh. Thế nhưng chính quyền địa phương vẫn làm ngơ, không kiên quyết xử lý nên khoáng tạc ngày càng lộng hành, xem thường pháp luật. Tại buổi làm việc với ông Trần Sĩ Quốc, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Hàm Tân, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc các đoàn xe chở đất bồi nền và các xây dựng không có trong giấy phép tự do đi tiêu thụ thì địa phương có nắm được không, kiểm soát thế nào? Ông Quốc thừa nhận có lỗ hổng trong việc quản lý, giám sát tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn. Ông Quốc cho biết sau khi báo chí phản ánh, địa phương đã lập đoàn đi kiểm tra, xác minh. Từ kết quả xác minh này sẽ tập trung làm rõ công tác quản lý địa bàn, sau đó ngồi lại với nhau tìm ra lỗ hổng trong công tác quản lý. Ông Quốc Lý giải công tác kiểm tra các mỏ khoáng sản thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Còn đối với công tác quản lý địa bàn về đất đai và khoáng sản, trong năm 2023 huyện cũng đã mở đợt cao điểm kiểm tra. Qua kiểm tra đã kéo giảm tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép nhưng vẫn còn tồn tại tình trạng này. Việc giải quyết dứt điểm tình trạng này không thể một sớm một chiều, ông Quốc nói. Khi phóng viên đề cập vấn đề người dân kêu cứu tình trạng vì một doanh nghiệp sống mà người dân phải khốn khổ, vấn nạn khai thác các lậu làm bụi tung mù mịt, hoa màu, cây trái bị ảnh hưởng dẫn đến mất mùa, thất bát. Cuộc sống bị đảo lộn thì trách nhiệm của địa phương ở đâu? Ông Quốc giải thích, về vấn đề này, cơ quan chức năng tiếp nhận ý kiến và sẽ quán triệt biện pháp để khắc phục môi trường. Chúng tôi sẽ sớm xử lý chứ không để kéo dài, càng sớm càng tốt và sau đó huyện sẽ có thông báo chỉ đạo chung cho toàn địa bàn chứ không riêng tại thị trấn Tân Nghĩa, ông Quốc nói. Liên quan đến khu đất quy hoạch cụm công nghiệp, việc để doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng làm nhà xưởng và xây tòa nhà hai tầng tại đây Ông Quốc cho biết địa phương sẽ xác minh kiểm tra và có biện pháp xử lý sau. Chiều ngày 28 tháng 2, phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Trần Sĩ Quốc về kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc sau loạt bài báo đã phản ánh, ông Quốc cho biết hiện tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân đang hoàn tất hồ sơ xử lý để trình ủy ban nhân dân huyện, do đó việc xử lý như thế nào phải sang tuần mới có báo cáo cụ thể.